40 tới nó hai khu. Mỗi một dòng nó là hai nhịp. Mỗi một lần dân của nó là hai nhịp là 4 nhịp. Cái hát nhiều lắm. Nó nhảy vô sao cũng sao á. Nhảy vô mày giữ cái đó rồi. Còn cũng đầu muốn nói gì nói nó lộn xộn sao mà đó. Cái đúng là không ai biết. Giờ là nguyên một đám nó quấy rồi. Mỗi lúc ai khác mà không nghĩ nó kéo nổi đâu. Cái này nó ra cái giọng vui, cái giọng buồn nó được. Cái giọng nó có cái giọng ca lương. Chứ không phải có cái giọng ca lương. Nhưng mà ca với cái bản nhạc mà theo cái điệu già nó có cái giọng. Tôi nghĩ chúng ta rét không bớt rồi anh ơi. Mỗi đứa ông cái ai khác nó trổng rồi. Tôi là 50 mình cái bài đó. 50 mà còn bị gì nữa hả? 50 mà chèo không nổi á. Mỗi lần chắc bấm ghen chẳng cái gì. Thì đó, không biết đâu trong hậu biết không là 3-4 cái chổng rồi. Nhưng mà của tôi nào vậy? À, của em là thằng Tham Quan là kêu rồi. Kêu rồi, 50. Nó 50 chứ không có 50. 50 cũng không nổi cho ta. Đâu, nó không phải 50. 50 là cái burst. Tức là khi mà lâu lâu nó lên đó là đủ 50. Nó mát cho nó lên là 50. Tại vì Tham Quan của tụi kế bộ đó nó share. Share dòng này. Mát nó là 50 nhưng mà ví dụ nhiều cái nhà quá, nó xe quá là thank you.